Nga tuyên bố sẽ không dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Báo cáo từ yêu về hệ thống lọc của Nga ở Ukraine. Cảnh báo bất ngờ của Tổng thống Pháp về quan hệ với Anh. Cuba lên tiếng nhờ Mỹ hỗ trợ khôi phục nhà máy dự trữ nhiên liệu lớn bị hỏa hoạn. Dân Trung Quốc phải chờ xét nghiệm Covid-19 gần đám cháy rừng. Giới chuyên gia nhận định dịch đậu mùa khỉ có thể đã đạt đỉnh. Tháng 9, Việt Nam nhận thêm 7,8 triệu liều vaccine Covid-19 xúc phạm thân thể y bác sĩ là chống người thi hành công vụ. Hà Nội, phụ huynh phải bốc thăm giành suất vào trường công cho con. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với đài LCI của Pháp, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết Moscow sẽ không dừng cái gọi là chiến dịch quân sự ở Ukraine, ngay cả khi Kyiv chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ông Medvedev cũng cho biết Nga chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với một số điều kiện nhất định. Ông Medvedev nói rằng việc Ukraine từ bỏ tham gia NATO tuy là điều quan trọng, nhưng hiện không còn đủ để thiết lập hòa bình và nga sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu của mình cụ thể tổng thống nga putin muốn phi hạt nhân hóa ukraine khi và phương tây cho rằng đây là cái cớ cho cuộc xâm lược của moscow ngoài ra ông medvedev cũng cho biết vũ khí mỹ đã cung cấp cho ukraine như bệ phóng tên lửa himars chưa gây ra mối đe dọa đáng kể Thưa quý vị, theo Kyiv Post, các cuộc điều tra về các trại lọc của Nga ở vùng Donetsk đã xác nhận các trường hợp tra tấn và phát hiện những ngôi mộ tập thể. Vào ngày 25 tháng 8, Đài quan sát xung đột nơi đã thu thập, phân tích và đưa ra các bằng chứng phổ biến rộng rãi về tội ác chiến tranh của Nga và các hành động tàn bạo khác ở Ukraine, đã công bố một báo cáo về các trại lọc ở vùng Donetsk. Các cuộc điều tra được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale và được hỗ trợ bởi Cục Điều hành Xung đột và Ổn định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các trại lọc của Nga ở Ukraine là một hệ thống các cơ sở giam giữ tập thể, cưng bức do lực lượng vũ trang Liên bang Nga tạo ra kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Mục tiêu của việc lọc là để kiểm tra lòng trung thành của công dân Ukraine đối với chế độ Nga và giam giữ những người Ukraine đe dọa sự kiểm soát của Nga đối với Ukraine, bao gồm bất kỳ ai có quan điểm thân Ukraine. Theo báo cáo, Nga và các lực lượng liên kết với Nga vận hành một hệ thống gồm ít nhất 21 cơ sở trong và xung quanh khu vực Donetsk, những nơi đây từng là trường học, chợ và nhà tù. Các dấu hiệu của những ngôi mộ cũng đã được quan sát thấy xung quanh các sơ hở. Theo các hình ảnh vệ tinh được trình bày trong báo cáo, các ngôi mộ tập thể được tìm thấy gần mỗi trại lọc. Bản báo cáo có nhiều lời khai về việc tra tấn và các hành động vô nhân đạo, bao gồm cả việc giam giữ trẻ em. Theo ước tính sơ bộ, hệ thống lọc quy mô lớn này đã xử lý hơn 1,5 triệu người Ukraine, bao gồm cả trẻ em. Hầu hết trong số họ đã bị cưỡng bức đưa đến Nga. Quy trình của hệ thống lọc bao gồm đăng ký, giam giữ, thẩm vấn thứ cấp và tiếp tục giam giữ. Tại các điểm đăng ký, các cá nhân được đặt câu hỏi về thái độ của họ đối với Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin cá nhân và dữ liệu sinh chắc học cũng được thu thập. Sau đó, những cá nhân vượt qua quá trình lọc sẽ được cung cấp chứng chỉ lọc cho phép họ tự do di chuyển. Các trung tâm thẩm vấn dành cho những người không qua được quy trình này, họ bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo và bị tra tấn như đánh đập và cho điện giật. Đôi khi trung tâm thẩm vấn và trung tâm đăng ký ở cùng một địa điểm. Các trung tâm giam giữ là các nhà tù chủ yếu dành cho nam giới, được thiết kế để giam giữ lâu dài trong các điều kiện vô nhân đạo và cho tấn thể chất cũng như tâm lý. Nhà điều tra nhân quyền Nathaniel Raymond cho biết, theo kết quả điều tra, Nga và các tổ chức ủy quyền của họ đã tạo ra một hệ thống lọc để phân loại người dân trong các khu vực bị Nga chiếm đóng và vấn đề này đưa ra một tình huống khẩn cấp về nhân quyền. Các báo cáo về vi phạm nhân quyền đã đến từ nhiều địa điểm, bao gồm cả khu phức hợp nhà tù gần Olenivka, nơi vào ngày 29 tháng 7, người Nga được cho là đã giết 53 tù nhân chiến tranh Ukraine. Trong một ví dụ khác, một cựu tù nhân nói rằng quân Nga còn ép các tù nhân chiến tranh đào mộ của bạn tù. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo nước này và anh sẽ phải đối mặt các vấn đề nghiêm trọng nếu cả hai không thể xác định họ là bạn bè hay kẻ thù. Theo báo Guardian, ông Macron đưa ra cảnh báo trên sau khi bà Liz Truss, gương mặt đang dẫn đầu cuộc đua trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson, phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng viên thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Norfolk hôm 25 tháng 8, rằng hiện vẫn chưa quyết định liệu Tổng thống Pháp là bạn hay thù. Bà Truss tiết lộ thêm, nếu trở thành Thủ tướng Anh, bà sẽ đánh giá ông Macron thông qua hành động chứ không phải lời nói. Khi được hỏi về phản ứng, ông Macron, người đang công du Algeria hôm 26 tháng 8, đáp không tốt nếu bạn để mất quan điểm quá nhiều. Lãnh đạo chính phủ Pháp nhấn mạnh, nếu nhận được cùng câu hỏi, tôi sẽ không chần chừ một giây mà nói rằng Pháp là một người bạn của nhân dân Anh, nếu Pháp và anh không thể nói liệu mình là bạn bè hay kẻ thù của nhau, khi đó chúng ta sẽ lâm vào các vấn đề nghiêm trọng. Ông Macron khẳng định, anh vẫn là một quốc gia thân thiện và đồng minh mạnh mẽ của Pháp, bất kể ai là lãnh đạo của nước này và đôi khi bất chấp các nhà lãnh đạo cũng như bất cứ sai lầm nhỏ nào mà họ có thể mắc phải trong lúc phát biểu phát biểu sau đó thủ tướng anh sắp rời ghế johnson cho biết ông luôn có quan hệ rất tốt với ông macron ông johnson mô tả người đứng đầu chính phủ pháp là một người hâm mộ tuyệt vời và một người bạn rất tốt của nước anh ông nói thêm mối quan hệ anh pháp rất quan trọng và đã tồn tại từ rất lâu kể từ thời napoleon một cựu bộ trưởng pháp và các cựu quan chức ngoại giao đã lên án phát biểu của bà truss theo họ, việc ứng viên tiềm năng trở thành thủ tướng tiếp theo của anh làm giảm giá trị của một đồng minh then chốt là thiếu trách nhiệm và bình luận đó có thể sẽ gây hại hơn nữa cho quan hệ song phương. Căng thẳng hình thành trong hơn 5 năm đàm phán về việc anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit đã trở nên trầm trọng hơn vì một loạt các tranh chấp xuyên quốc gia, bao gồm cả việc người di cư vượt biên bằng thuyền nhỏ, giấy phép đánh bắt cá và nghị định thư Bắc Ireland. Các nhà phân tích nhận định Paris không còn tin tưởng London sẽ giữ lời, trong khi London tin Paris chỉ quan tâm đến việc trừng phạt Anh vì Brexit. Hy vọng về khả năng cải thiện quan hệ song phương sau sự ra đi của ông Johnson dường như sẽ khó được sớm thực hiện. AFP đưa tin, ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết đã đề nghị Mỹ hỗ trợ khôi phục nhà máy dự trữ nhiên liệu lớn bị tàn phá trong trận hỏa hoạn hồi đầu tháng. Theo Bộ Ngoại giao Cuba, Lời đề nghị này được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa các chuyên gia hai nước ngày 24 tháng 8 nhằm tìm hiểu những cách thức hợp tác khả thi để khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, các chuyên gia Cuba đã tìm hiểu về các kỹ thuật và quy trình sáng tạo nhất được cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ cũng như các công ty liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và các cơ quan khác sử dụng. Trước đó thông qua trao đổi điện thoại, Washington đã đưa ra những tư vấn về kỹ thuật với Havana. Tuy nhiên, phía Cuba thừa nhận có kinh nghiệm hạn chế trong công tác đối phó với những tình huống hỏa hoạn trong lĩnh vực này. Được xây dựng vào những năm 1980, kho Matanzas nằm cách thủ đô Havana khoảng 100 km, được coi là nền tảng cho hoạt động hậu cần nhiên liệu của Cuba. Trận hỏa hoạn vừa qua bùng phát sau khi xét đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu, khiến 4 trong số 8 bồn chứa tại kho, mỗi bồn chứa 52 triệu lít nhiên liệu bị sập trong đám cháy. Tổng cộng đã có 132 người bị thương, trong khi toàn bộ 16 nạn nhân thiệt mạng đều là lính cứu hỏa tham gia dập lửa. Cư dân ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc xếp hàng dài trên đường để chờ xét nghiệm COVID-19, bất chấp nhiệt độ nắng nóng lên tới hơn 40 độ C. Có nơi xét nghiệm còn nhìn thấy cháy rừng bức ảnh do ông Stephen McDonnell, phóng viên đài BBC ở Trung Quốc đăng tải trên Twitter cho thấy cảnh nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 vào buổi tối, phía xa còn thấy lửa từ đám cháy rừng. Thành phố hơn 31 triệu dân ghi nhận 8 ca mắc mới Covid-19 vào ngày 26 tháng 8. Tính đến nửa đêm ngày 25 tháng 8, Trùng Khánh đã có 105 ca bệnh. Trùng Khánh đang phải chống dịch giữa nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng dẫn đến mất điện nhiệt độ khắc nghiệt đã kéo dài hơn 70 ngày. Lượng mưa thấp khiến mực nước sông Dương Tử xuống thấp, ảnh hưởng cuộc sống của hơn 450 triệu người và một phần ba mùa màng của Trung Quốc. Sự kiên quyết của Trung Khánh trong việc thực hiện chính sách Zero Covid giữa cái nóng thiêu đốt khiến nhiều người dân lên mạng xã hội phản nàn. Ngày 26 tháng 8, nhiều cư dân Trung Khánh cho biết họ bất ngờ nhận được mã sức khỏe màu vàng trên điện thoại. Mã sức khỏe màu vàng có nghĩa là người dân phải xét nghiệm lại, ngay cả khi họ không đến khu vực có nguy cơ cao trong vài ngày qua một người dùng mạng xã hội Weibo phản nàn. Tôi bị nhốt trong nhà một tuần, mỗi ngày đều xét nghiệm âm tính COVID-19. Ngày hôm qua, ai cũng nhận được thông báo người dân toàn thành phố đã làm xét nghiệm axit nucleic. Tự nhiên hôm nay tôi nhận mã sức khỏe màu vàng. Giới chuyên gia nhận định dịch đậu mùa khỉ có thể đã đạt đỉnh. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở một số thành phố lớn của Mỹ dường như đang giảm dần, phù hợp với xu hướng hiện nay ở châu Âu. Các chuyên gia Mỹ lạc quan một cách thận trọng rằng dịch đậu mùa khỉ có thể đã đạt đỉnh ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo hãng tin Reuters, tổ chức y tế thế giới WHO cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã giảm 21% vào tuần trước, sau nhiều tháng ghi nhận xu hướng gia tăng, song số ca mắc ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, một số chuyên gia Mỹ cho rằng số ca mắc mới đang bắt đầu giảm do nhiều người đã có miễn dịch từ lần mắc trước đó và nâng cao ý thức phòng dịch. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Tháng 9, Việt Nam nhận thêm 7,8 triệu liều vaccine COVID-19. Tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7,8 triệu liều vaccine viện trợ. Đây là vaccine sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên, gồm 1,2 triệu liều Pfizer từ COVAX, 4,2 triệu liều Pfizer do chính phủ Úc viện trợ thông qua UNICEF, 2,36 triệu liều AstraZeneca từ VNVC. Ngoài ra, có 0,6 triệu liều vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ COVAX và ASEAN. Đến thời điểm này, toàn quốc đã tiêm trên 255,13 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, nhóm 18 tuổi trở lên đạt 100% liều cơ bản, mũi 4 đạt 70%, nhóm từ 12 đến 17 tuổi đạt 100% liều cơ bản. Nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 80% với mũi 1, nhưng mũi 2 chỉ 51%, trong đó có nhiều tỉnh thành có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp dưới 40% như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, một số địa phương đăng ký số lượng vaccine thấp hơn nhiều so với số đối tượng chưa được tiêm chủng, khiến dự báo và dự trữ vaccine khó khăn, dẫn tới thiếu vaccine. Xúc phạm thân thể y bác sĩ là chống người thi hành công vụ Ngày 26 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, bổ sung lần 4. Ông Đỗ Trung Hưng, vụ pháp chế Bộ Y tế trình bày dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, luật KCB sửa đổi bao gồm 12 chương, 114 điều, so với luật hiện hành năm 2009 thì có thêm 3 chương mới: KCB bằng y học cổ truyền, KCB nhân đạo phi lợi nhuận, huy động, điều động nguồn nhân lực trong KCB trong tình trạng thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tại dự án luật KCB sửa đổi đã làm rõ thêm thuật ngữ thân nhân người bệnh bao gồm người đại diện của người bệnh, người chăm sóc bệnh Bên cạnh đó, điểm đáng lưu ý tại điều 36 dự án luật KCB quy định thêm hành vi bị từ chối KCB so với luật 2009. Người bệnh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề đang thực hiện nhiệm vụ, người bệnh không tuân thủ chỉ định về trần đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn. Đặc biệt, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở KCB bị coi là người có hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, còn phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi người đó cư trú, hoặc tại nơi làm việc hoặc tại cơ sở KCB. Hà Nội, phụ huynh phải bốc thăm dành suất vào trường công cho con Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, khoảng 700 phụ huynh ở Hà Nội đã phải bốc thăm để dành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt vì số đăng ký gấp đôi chỉ tiêu. Buổi bốc thăm được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai với quy trình hai vòng. Vòng 1 là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng 1, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường mầm non Hoàng Liệt. Phiếu đỗ được ghi chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường. Ngược lại, nếu phiếu ghi rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường, phụ huynh phải tìm trường ngoài công lập cho con. Trước đó vào cuối tháng 7, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển 559 trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Để đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non với trẻ 5 tuổi, trường sẽ tuyển toàn bộ 226 trẻ trong độ tuổi này. Còn ở nhóm trẻ 3 đến 4 tuổi, trường Hoàng Liệt chỉ có khả năng đáp ứng 333 trên 713 trẻ đăng ký. Như vậy, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380. Bà Trương Thu Hà, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai cho biết để giải quyết vấn đề không thể tiếp nhận được toàn bộ học sinh đăng ký, trường hợp cuối cùng sẽ phải tổ chức bốc thăm dưới sự chứng kiến các bên liên quan để công bằng, minh bạch. Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh. Đến tháng 7 năm 2022, phường này có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2 đến 5 tuổi. Trường mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất với 4 cơ sở. Ngoài ra có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập. Mỗi năm, số lượng trẻ mầm non tăng khoảng 2.000. Tuy nhiên, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% trẻ, còn lại 82% trẻ trong địa bàn phường phải theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bà Hà cho biết, phòng sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Liệt để xây dựng thêm hai trường mầm non công lập nữa nhằm đáp ứng nhu cầu người dân. Ngày 29 tháng 8, những phụ huynh bốc được phiếu trúng tuyển cho con cần mang phiếu đến trường mầm non Hoàng Liệt, cơ sở tứ kỳ để hoàn tất hồ sơ tuyển sinh. Phát hiện vụ trôn lấp chất thải trái phép lớn chưa từng có Tối ngày 26 tháng 8, trao đổi với phóng viên dân trí, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C05 Bộ Công an xác nhận, đơn vị vừa phát hiện một vụ trôn lấp chất thải được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Điều đáng nói, bãi trôn lấp rác thải trên là của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường Trà Vinh. Thay vì xử lý rác, doanh nghiệp này lại trôn lấp rác trái phép với khối lượng rất lớn. Không chỉ xỉ than, cho bay, rác khu vực trên còn chứa số lượng lớn vỏ thùng phi đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu, bông thủy tinh. Những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý, nhưng các đối tượng đã trở về khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trôn lấp trái phép. Qua thống kê, có tới hơn 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn làm việc thường xuyên ở bãi trôn lấp trái phép. Mặc dù hiện trường nằm ngay gần Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động. Đại tá Nguyễn Văn Tuân, trưởng phòng 3 C05 cho biết, qua vụ việc này cũng cảnh tỉnh đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt gian đe cảnh báo các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tiếp nhận, vận chuyển, xử lý rác thải. Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy lượng chất thải quá nhiều đã tràn xuống gây ô nhiễm cho dòng suối gần đó nhưng đó chỉ là nguy cơ có thể nhìn thấy trước mắt mà chưa thể lường hết được hệ lụy từ lượng lớn chất thải công nghiệp đã trôn xuống nơi đây. Theo C05, việc trôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường Trà Vinh là vi phạm rất nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.